Những món đồ cổ mang vẻ đẹp nhuốm màu thời gian với những niên đại khác nhau thể hiện những nét tinh tế của kỹ thuật tạo tác và giá trị văn hóa trong thời đại mà cổ vật đó thuộc về. Bởi vậy, mỗi cổ vật như tái hiện lại một giai đoạn lịch sử và cho người xem những câu chuyện lý thú về văn hóa. Thú chơi cổ vật cũng đã được những người chơi ở Quảng Ninh duy trì như một mạch ngầm trong dòng chảy văn hóa và là cách để họ gìn giữ những giá trị di sản cho muôn đời sau. Hội Cổ vật tỉnh Quảng Ninh tuy mới được thành lập năm 2021, nhưng tình yêu với cổ vật đã được các thành viên duy trì từ hàng chục năm trước. Bằng sự say mê sưu tầm của từng cá nhân và sự giao lưu trao đổi trong cộng đồng những người chơi mà các thành viên của hội đang sở hữu gia tài cổ vật khá đồ sộ, lên tới con số hàng nghìn cổ vật, trong đó có nhiều cổ vật quý, độc bản, có niên đại cách ngày nay cả chục thế kỷ. Bước vào không gian trưng bày cổ vật của ông Đỗ Bi, Chủ tịch Hội Cổ vật tỉnh Quảng Ninh, ta sẽ không khỏi ngỡ ngàng về sự đồ sộ, đa dạng của số lượng cổ vật và về vẻ đẹp cũng như sự quý hiếm của những món đồ cổ tại đây. Những cổ vật này đã được ông Đỗ Bi sưu tầm trong suốt hơn 40 năm qua và không gian này cũng được ông trưng bày từ năm 2014 với mong muốn có thể chia sẻ để nhiều người hơn nữa được biết đến những giá trị văn hóa thông qua cổ vật. Và kể từ khi Hội Cổ vật tỉnh Quảng Ninh được thành lập thì nơi này đã trở thành trụ sở ban đầu của hội. Được sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương với sự đam mê của một số nhà sưu tầm cổ vật tỉnh Quảng Ninh thì vừa rồi thành lập cái hội cổ vật để có một cái sân chơi và tạo điều kiện cho mọi người thì ham muốn, say mê để sưu tầm bảo tồn những cái cổ vật cho tỉnh Quảng Ninh mình nói riêng và cả nước nói chung. Thì cái chơi cổ vật này là một cái chơi chơi văn hóa tao nhã và nó mang cái tính chất coi là gìn giữ lại tất cả những cái hồn cốt của những cha ông ta ngày xưa để lại qua bao thế kỷ này. Những cổ vật được các thành viên trong Hội Cổ vật Quảng Ninh sưu tầm ngoài giá trị văn hóa lịch sử còn có giá trị thẩm mỹ rất cao. Đó là những đồ gốm sứ Việt Nam từ thời Hán, Lý, Trần thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 16. Ngoài ra còn một số đồ đồng, lư hương, thạp đồng từ thời Chu Thương thế kỷ thứ 8, thứ 9 trước công nguyên, cách ngày nay hơn 3.000 năm. Đồ gốm sứ thời Tống Minh Thanh của Trung Quốc thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 15. Đồ gốm cổ của Nhật và một số cổ vật của châu Âu. Chiếc lọ này nó chỉ có một chiếc, lúc đi sưu tầm nó có một chiếc. Biển nó gần như là độc bình rồi. Thông qua những họa tiết hoa văn trên gốm hoặc qua những hình dáng độc đáo của cổ vật, chúng ta có thể tìm hiểu được người xưa đã sử dụng các vật dụng đó để trang trí hay dùng trong sinh hoạt như thế nào, và đó cũng như là một giáo cụ trực quan để có thể tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Việt và thế giới thông qua cổ vật. Và việc được cầm trên tay, ngắm nhìn những món đồ cổ có tuổi đời hàng trăm, hàng nghìn năm mang lại cảm giác rất đặc biệt, như thể được quay ngược trở lại thời gian, chạm tay vào quá khứ. Vì vậy, với những người chơi, những món đồ cổ đó rất có hồn và được họ nâng niu, trân quý như một gia tài vô giá. Cái cắm sen này của bạn Linh, họ ngay. Mình để coi như là lưu giữ. Đấy, cái bản sắc văn hóa của người Việt. Đấy, thứ hai như giả sử những cái dòng Vạn Linh này chẳng hạn, thì bây giờ trước kia chưa có chiến tranh thì cái lò Vạn Linh nó nằm ngoài móng cái. Cái quá trình chiến tranh thì bắt đầu là ngoài người ta di chuyển phá hết, đâm ra những cái cổ vật mà những cái bình đấy, và những cái nét vẽ của người Việt mình từ xưa đến nay cứ phôi phai và mất mát đi nhiều. Đấy, vì thế rồi anh em tôi mới đi tìm và sưu tầm, nhất là lấy cái bản sắc gốm Việt của Quảng Ninh. Đấy, quá trình đi thì mới sưu tầm được ra được một số. Như người ta bán thì anh em chỉ để chơi. Đâu vì thế gia đình nhà mình được nhiều đồ như thế nào. Đây là một cái ấm Lý
mà rất nổi tiếng. Cái ấm này có thể được coi như là một bảo vật quốc gia, bởi vì nó còn giữ qua hàng ngàn năm mà nó vẫn giữ được cái độ lành lặn nguyên vẹn như thế này. Và hơn nữa là cái mẫu thức làm của nó, đây gọi là sen thức. Sen thức tức là những cánh sen này nó vảnh lên. Và cái đồ này nếu như nó lại là cái sen nó nằm sát với lại cốt thì nó lại không quý bằng cái đồ sen thức này. Còn đây là một cái chum, gọi là chum bao tải. Đây chính là một trong những cái biểu thức của cái gốm Việt mà nổi tiếng thời Đông Sơn. Người chơi không chỉ đặt rất nhiều tâm huyết, công sức, tiền bạc trong việc tìm kiếm, sưu tầm cổ vật, mà ở đó còn là cái duyên với những món đồ mà họ đã may mắn được sở hữu. Cái nghề chơi này thì mình cho là nó là cái duyên với đến với từng người. Nhiều khi mình muốn đi tìm mua một món đồ cũng không có, tự nhiên thì lại mình gặp được. Khi mình gặp được một cái món đồ như vậy là nó rất là cổ, vài trăm năm, thì đấy cũng là cái duyên của mình. Nếu mà mình được sở hữu cái món đồ đấy thì lại càng tuyệt vời. Thế nên là cái nghề chơi này, tại sao người ta gọi là cổ ngoạn? Nó thúc giục mình như vậy là để mình làm một cái việc gì đó như vậy là không những cho đời mình và cho thế hệ sau mình nữa. Quá trình nó bị xâm thực, nó phá, nhưng mà chỗ nào nó ít xâm thực thì nó toát lên những cái men của nó rất chi là kính và đẹp, và đặc biệt là những cái họa tiết hoa văn. Ngoài việc trao đổi cổ vật giữa các hội viên, hội còn mong muốn công chúng được thưởng thức những giá trị mà các cổ vật mang lại. Vì vậy, mục tiêu của hội là có thể sớm thành lập một bảo tàng tư nhân trưng bày cổ vật của các thành viên trong hội và mở cửa cho người dân du khách đến tham quan, qua đó quảng bá, tôn vinh giá trị của cổ vật. Những cái họa tiết và đặc biệt là những cái minh văn mà các cụ ngày xưa để lại mang cái tính giáo dục nó rất chi là cao. Ở đây tôi nói thí dụ như thế này. Đây là hai cái đĩa mà hai cái tích nó hoàn toàn khác nhau. Thí dụ như cái này thì nó mang một cái tích tức là tâm thiện thì thành nhân. Thế nhưng nó đối lại với cái này thì lại là khác nhau hoàn toàn. Thí dụ như là ác nhân thì thành thú. Thì hai cái tích này nó mang cái tính uyên thâm và cái tính giáo dục rất là cao. Như dòng này thì nó thuộc vào hàng gọi là bách liên quần thụ. Cái hàng này là hàng cũng rất là quý. Ngắm nhìn những món đồ gốm thể hiện nét đẹp tinh hoa của gốm sứ trong từng giai đoạn lịch sử là thêm tự hào về những giá trị văn hóa của dân tộc hội tụ trong những sản phẩm gốm cổ mang vẻ đẹp của thời gian. Và với mỗi người chơi, bằng tình yêu, kiến thức của mình, họ đang lan tỏa một thú chơi đẹp, giàu giá trị văn hóa. Đây cũng là cách để những người chơi bảo tồn, gìn giữ những giá trị tinh hoa của văn hóa Việt và văn hóa nhân loại cho thế hệ mai sau.